Ờ, xin chào mọi người nhá. Đây, nhà khách hàng chưa hoàn thiện đâu ạ. Hôm nay anh em chúng tôi lắp tạm, lắp tạm bên dưới này thôi, lắp tạm bên dưới nhà cũ này. Gia đình được ngày mới hoàn thiện thì mới cho lên. Hả? 23 triệu. Con này là đẹp rồi. 10 triệu cái nhưng mà cũng mít chính xác chứ. Mít chính xác ạ. À. Bên ngoài là thông gia tao đấy, nhà tùng tám ấy. Đấy, đơn giản này thôi, lau chùi dễ. Có cái mặt à? Câu đối. Câu đối thì có cái gì nó còn có với bao cái đấy bánh hương. Đây. Bệ hương ấy, bắt hương, hương. Sang năm nó làm nhà thì nó sẽ làm đấy. Sang năm thì chả biết có khi giá thấp hơn, có khi giá cao hơn. Chẳng đấy, như này là ấy rồi. Đúng rồi. Đấy, nhà vệ vệ bác này. Như này nhìn nó vệ vệ. Được chưa? Còn được ạ. Mấy cái đấy thì có lô đinh là bác chỉ ấn cái này nó vào thôi. Biết rồi. Vâng vâng. Để trên nhà. Em mai mốt khiêng mình nhấc cái mặt này khiêng về trước. Ờ khiêng mặt chân về sau. Này chi được quá không? Thế rồi cách được rồi. Được cách. Thế để đây cũng là thấy bạn tôi chụp. Vâng. 13 này 12 này. Chú bảo được không? Em thuận. Thôi. Được rồi. Cách làm cái này. Đấy. Cho cái 4 cái hèm vào nữa là nó nét hơn. Bộ này cái gì? Vâng. Tức là cái bộ đó nó phải đi theo không gian cái kích thước của cái bộ này. Đúng đúng rồi. Đấy, bộ trung bình cái tầm đấy. Còn nếu bộ đại thì sập thờ nó phải to nữa thì mới để bộ đại được. Được. Còn bộ 4 góc nữa nhưng mà để trên nhà. Này là phải. Đúng rồi. To nhất của cái loại áo da này còn gì? Hôm nào bác xong nhà cái thứ lắp đặt xong cái đi qua cho quay video hay là đẹp nhà to đẹp hơn chưa xong. Đấy, hôm nào mày ấy mày quay. Hôm nào đi quay cái chưa xong. Quay video. Thì hôm nào đi làm xong cả nhà. Đấy, nhà tao là nhà bà nhị hồi mày vào mày lắp ráp đấy. Vâng vâng vâng. Lấy bộ sập của nhà mày nhá. Bộ bàn ghế hơn 40 triệu nhá. Một cái tủ để vô tuyến nhá. Một cái cửa võng. Cửa võng nhá. Cửa võng 35 triệu hay 20 mấy triệu. Mới lại cuốn thư. Vâng. Rồi lấy nhà mày à lại bộ bàn ghế ăn ở dưới nhà bếp ấy gì 6 triệu nữa gì. Vâng. Thôi tao lấy nhiều ấy. Đấy, thôi được rồi. Vâng, 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 vâng. Hôm nay là đi lắp cho bác Hồng đồ thờ nhưng mà gia đình chưa hoàn thiện nhà vẫn chưa lắp nên là chưa hoàn thiện. Tạm đấy, hôm nay là bên gia đình hoàn thiện ngôi nhà. Vâng. Hoàn thiện ngôi nhà rất to đẹp đấy. Nhưng hiện tại là chưa xong nên là hôm nay gia đình mới lắp đồ thờ vào. Đấy, rất to nhà vườn. Quý khách hàng có nhu cầu mua sắm các sản phẩm đồ gỗ nội thất bên đồ gỗ Tùng Tám thì liên hệ theo thông tin ở trên màn hình nhé. Đâu? Ấy, cũng là vườn táo. Thank you.